Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một vườn quất nùm. Vườn quất này rất đẹp các bạn ạ, cây xanh, bộ khung to, chiều cao của cây cao từ 1,5 m đến 2 m. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn vườn quất này. Các bạn nào mua cây, mình sẽ để lại số điện thoại của nhà chủ vườn ở trong clip để các bạn liên hệ trực tiếp với nhà chủ vườn. Mình sẽ đi qua một vòng để các bạn cùng tham khảo. Vườn quất này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.